Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lanh. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lanh để không bỏ lỡ một cái video nào. Bây giờ đang là 8 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2021. Cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh có làm video clip chia sẻ tới quý khách hàng kích thước bộ sản phẩm hoành phi câu đối chuẩn phong thủy là như thế nào. Thì ở trong video ngày hôm nay, cơ sở sẽ quay rất chi tiết bộ hoành phi câu đối bằng chất liệu gỗ gõ đỏ, hàng liền khối, được đục tay thủ công kênh bong. Đây là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Lê Minh, anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Anh đã đặt hàng trong thời gian vừa qua và hôm nay cơ sở đã hoàn thiện full PU bóng mờ 50 và full trần hay còn gọi là full chay. Bộ sản phẩm bằng chất liệu gỗ gõ đỏ không can thiệp màu. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào thông số đường nét chi tiết của kích thước bức hoành phi trước và sau đó sẽ đến câu đối. Bức hoành phi này được làm với thông số kích thước là dài 1m97cm. 1m97 thì nó nằm trong cung đó là đỗ đạt và tài vượng. Và chiều rộng là 67cm, nó thuộc cung đăng khoa. Theo thước chuẩn phong thủy, số đỏ, số đẹp, thước lỗ ban, theo với các cái ngành nghề gỗ như chúng tôi. Và bên trong bức hoành phi có điêu khắc thêm đó là cuốn thư và ba chữ Hán Nôm, đó là Phụng Tổ Đường, đọc từ bên phải sang vì là chữ Hán Nôm. Thì qua video này quý khách cũng có thể học thêm được về các cái bản nghĩa chữ Hán Nôm. Tôi xin nhắc lại, đó là ba chữ Phụng Tổ Đường, ý nói là phụng thờ tổ tiên ông bà tại từ đường. Và bức hoành phi này sẽ được kê vào nhà thờ. Phía dưới thì bức cuốn thư được điêu khắc đó là hổ phù hóa, trông rất là gầm gừ. Và phía bên trên đó là đôi chim điểu đang bay vào bên trên cuốn thư. Và bên ngoài được điêu khắc đó là long hóa mai. Về phần khung tranh được điêu khắc đó là tùng cúc trúc mai, phía dưới là lưu y hoa hồng và phía trên cuốn thư là ba chữ đó là phúc lộc thọ. Mang lại cái thước chuẩn phong thủy lỗ ban thì nó sẽ hút tài, hút lộc cho gia chủ. Bộ đồ thờ này sẽ được kê vào tại nhà thờ tại Thanh Hóa. Trong video clip sau khi bàn giao, tôi sẽ quay chi tiết cho quý vị cùng xem và hướng dẫn quý vị cách treo hoành phi câu đối được đúng nhất, chuẩn phong thủy. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần câu đối. Câu đối mẫu mã rơi và lãng hoa, chúng tôi gọi tắt nôm na đó là câu đối rơi lãng, cũng được điêu khắc bằng tay, trông rất là có hồn. Quý vị có thể nhìn đường nét của chú rơi ở phía bên trên đang ngậm các cái dải đồng tiền và dây cổ, và được dát vàng 4x9 theo yêu cầu của gia đình. Câu đối này mang với thông số kích thước đó là dài 1m97cm, chiều rộng là 28cm, cũng thuộc cung đăng khoa. Bản dày đó là dày 5cm liền khối. Câu đối vế phải được điêu khắc đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh. Toàn bộ được bỏ phụ đề tiếng Việt. Và qua video này quý khách có thể được học thêm về các cái chữ Hán Nôm. Và bên cạnh các phần diềm là 4 cây đó là tùng cúc trúc mai, tượng trưng cho 4 mùa xuân hạ thu đông. Thì trong bức tranh tứ quý hôm trước tôi đã giải thích ý nghĩa của bộ tranh tứ quý. Và phía dưới câu đối này được điêu khắc đó là lãng hoa, và phía bên trên đó là bông hoa sen. Nói về tín ngưỡng thờ cúng của Việt Nam thì bông hoa sen gắn liền với hình tượng Phật trong thờ cúng tâm linh. Được điêu khắc trên nền chất gỗ đó là gỗ gõ đỏ. Thì quý khách có nhu cầu làm theo mẫu mã như hình có thể liên hệ qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Cơ sở sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và bây giờ chúng ta cùng sang đến câu đối vế trái, đó là tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Thì câu đối vế phải thì ý nói là tổ tông của chúng ta mà có nhiều công đức thì ở muôn đời được thịnh vượng. Mà bên này là tử hiếu, ý nói là con cháu. Chữ tử ở đây ý nói là con cháu có hiếu có thảo thì được hưởng các cái vinh hoa phú quý mà do tổ tiên của chúng ta đã để lại các cái công đức từ ngày xưa, thì bây giờ con cháu được hưởng đó là vinh hoa phú quý của đời này. Và khi chúng ta sắm bộ hoành phi câu đối kích thước chuẩn phong thủy, vừa để hút tài hút lộc cho gia chủ và vừa để báo hiếu với tổ tiên ông bà, sẽ được kê phía sau ban thờ hoặc phía trước, đó là tùy vào gia đình, không gian. Toàn bộ chữ Hán Nôm được dát vàng 4x9, kèm theo đó là bút kiếm cuốn thư, chữ thọ. Và khi chúng ta nhìn vào, chúng ta có thể đánh giá được đây là một gia đình khá giả. Và để thể hiện với bên ngoài, nó cũng thể hiện luôn đó là một người am hiểu về gỗ và cũng là một dân chơi thứ thiệt tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình anh Lê Văn Minh, anh đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, và anh sẽ bay ra sớm để chúng tôi sẽ bàn giao lắp đặt vào tại đúng cái không gian phòng thờ tại Thanh Hóa. Video này đang được quay trực tiếp tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lanh tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quý khách hàng có nhu cầu làm về các bộ sản phẩm hoành phi câu đối hàng liền khối thì chúng tôi nên tư vấn đó là quý khách nên dùng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Gỗ gõ đỏ của Nam Phi nó được thử qua mưa nắng rất là bền. Bền hơn gỗ gụ rất nhiều nếu như làm về hàng liền khối. Còn nếu làm bằng gỗ gụ thì chúng ta nên làm kiểu ván 3cm và khung tranh dày 7cm. Trong rất nhiều video clip tôi đã đăng rồi. Nếu là gỗ gụ chúng ta nên dùng hàng long khung, còn nếu hàng liền khối thì chúng ta mới nên dùng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Và bây giờ chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại một lần nữa tổng thể bộ hoành phi câu đối hàng hoàn thiện PU bóng mờ, không can thiệp màu, chúng tôi chỉ bắn chay theo với yêu cầu của gia đình. Và qua video clip này thì quý khách vừa biết được kích thước chuẩn phong thủy và các cái bản chữ Hán Nôm chúng ta cũng có thể học qua các video clip của chúng tôi đã đưa. Ba chữ ở bức cuốn thư đó là phụng tổ đường, cho quý vị dễ hình dung hơn. Đồ gỗ Hiền Lanh cũng cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh trong suốt thời gian vừa qua. Cơ sở sẽ đáp ứng ra thị trường ngày càng nhiều các cái sản phẩm hàng kỹ, hàng siêu đẹp, hàng dày, hàng liền khối, cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc được sử dụng các cái sản phẩm được đẹp nhất và mỹ mãn nhất, yên tâm nhất. Hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả quý khách.